Nhận định bóng đá Colombia với Argentina, 6 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2021, vòng loại WCC 2022. Dù có sự khởi đầu cực kỳ tốt ở mùa giải năm nay, tuy nhiên Argentina vẫn không thể leo lên vị trí đầu bảng cũng như là chưa có cho mình một tấm vé chắc chắn cho việc đi tiếp ở mùa giải năm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cuộc đọ sức đáng chú ý trong lượt trận thứ 6 tại vòng loại WCC 2022 khu vực Nam Mỹ khi hai đội tuyển được nhận định là những ứng viên cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết sẽ va chạm với nhau. Colombia hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 6 với 7 điểm. Sau 5 lượt trận, họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận. Nhìn chung thì đây chưa phải thành tích làm hài lòng các cổ động viên của đội tuyển này. Colombia đã có 2 trận thua liên tiếp dưới tay Uruguay và Ecuador. Rất may cho họ là chiến thắng 3-0 trước Peru ở lượt trận mới đây đã giúp cho Colombia sốc lại tinh thần. Vấn đề của Colombia có thể thấy rõ nằm ở sự thiếu ổn định và những lỗ hổng nơi hàng thủ. Dù thành tích ghi bàn không tồi với 9 bàn thắng nhưng cho đến lúc này, Colombia đã phải nhận tổng cộng 11 bàn thua. Về phía Argentina, đội tuyển này đang đứng ở vị trí thứ 2 cùng 11 điểm. Họ kém đội đầu bảng Brazil khoảng cách 4 điểm. Messi cùng các đồng đội vẫn chưa thua trận nào sau 5 lượt trận tại vòng loại này. Họ thắng 3, hòa 2. Thế nhưng những màn trình diễn của đội tuyển này là chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng. Argentina ghi được 7 bàn thắng và lọt lưới 3 lần. Cách chơi thực dụng trong khi họ lại là đội tuyển sở hữu những ngôi sao đẳng cấp trên hàng công khiến giới chuyên môn phải đặt ra câu hỏi. Theo chuyên gia phân tích thị trường cá cược Lucky 88, Argentina vừa mới gây thất vọng khi để Chile cầm hòa 1-1 trong lượt trận thứ 5 vừa qua. Chướng ngại vật Colombia sắp tới hứa hẹn cũng sẽ mang đến những khó khăn cho Argentina. Không hề quá lời khi nhận định như trên bởi tính trong 10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Colombia không thua kém là bao. Colombia thắng 2, hòa 4 và 4 chiến thắng thuộc về Argentina. Chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận cầu giằng co quyết liệt và Argentina sẽ cần đến khoảng khắc tỏa sáng cá nhân để có chiến thắng tối thiểu. Soi kèo châu Á full time, Argentina. Soi kèo tài xỉu full time, xỉu. Soi kèo tỷ số hiệp 1 giờ, 0. Soi kèo tỷ số full time, 0-1.